Có khi người ta im lặng với bạn là vì đang có một người khác làm cho họ vui hơn. Mỗi một ngày những tin nhắn không còn nhận được hồi âm sau vài giây, hoặc là rất lâu mới thấy tin nhắn trả lời, hoặc là sẽ nhắn tiếp những tin ngắn ngủn và rồi người ta bảo bận, bảo quên, bảo muốn ngủ, thậm chí là không xin. Họ ngó lơ những sự quan tâm của bạn đến mức như thế, chúng rất phiền phức vậy. Và rồi sau này bạn sẽ hiểu, ở trong tình yêu giống dĩ chẳng có ai bận mà cũng chẳng có ai quên cả. Chỉ là khi người ta im lặng với bạn thì họ đang bận ở bên cạnh một người khác làm họ vui hơn. Giống dĩ nếu như coi trọng bạn, yêu thương bạn một cách thật lòng thì sẽ luôn tìm mọi cách để ở bên bạn, chứ không phải đáp trả bằng một sự im lặng lạnh lẽo và thờ ơ vậy. Nếu như bạn đủ quan trọng thì người ta sẽ tự khắc quan tâm, chứ không bỏ bạn bơ vơ để bạn một mình vậy. Chẳng phải là do họ vô tâm, mà cũng chẳng phải là do bạn chưa đủ tốt, chỉ là tâm của họ không còn hướng về bạn mà thôi. Thôi, nên là tự rời đi đi, tự biết vị trí của mình. Đừng yêu người